Thưa quý vị, việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thêm một lần nữa khẳng định nghệ thuật khèn của người Mông là một nét văn hóa đặc trưng mang tính biểu tượng đáng tự hào của người Mông sống trên các đỉnh núi vùng Tây Bắc Tổ quốc. Tuy nhiên, trước sự phát triển của đời sống khi mà các lớp thế hệ nghệ nhân cũ dần mất đi thì nghệ thuật khèn cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ mai một. Với mong muốn lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của loại hình nghệ thuật này thì các lớp học truyền dạy cho thế hệ trẻ đã ra đời. Khèn là một nhạc cụ độc đáo, gắn liền với hình ảnh những chàng trai dân tộc Mông rắn giỏi, tài hoa, hiên ngang giữa đại ngàn gió núi. Thế nhưng để biểu diễn thuần thục một bài khèn thì lại là chuyện không hề đơn giản. Cái khèn của Yên Bái mình thì nó khác nhau một chút vào với cái chú người Mông đen. Thổi không đúng hơi thì nó lại cái từ nó lại không chuẩn. Bài nào thì phải nhớ bài đó thì mình nhớ bài thì mới thổi rồi đi. Nếu mà không nhớ bài thì nó thổi nó không thể nhảy cạn được như thổi xó các thứ. Không ai tự nhiên mà. Tự nhiên cần cái khèn này mà thổi mà nó hay, mà thổi mà nó đẹp, không được không ạ. Một lớp học đơn sơ giữa núi rừng Tây Bắc, tuy chẳng quá đủ đầy về cơ sở vật chất, nhưng nơi đây luôn ra giết tình yêu và niềm đam mê với cây khèn của nhiều thế hệ người Mông trên đỉnh Tà Chử. Nếu như trước đây nghệ thuật khèn chủ yếu được dạy qua hình thức truyền miệng, thì nay thầy giáo ấy đã tự tay biên soạn nên những trang giáo án với hai thứ tiếng, Mông và tiếng phổ thông. Em học được hơn một tháng và học được các bài như là quay trụ hay là quỳ gối. Trước đây thì nó học truyền miệng thì nó học lâu, còn bây giờ học như này thì dễ vào hơn. Mất nhiều năm biên soạn giáo án, những tiết học của thầy Thảo rất bài bản, có hệ thống và hơn thế, ở đó luôn chứa đựng rất nhiều sự tâm huyết để thôi thúc các bạn trẻ vượt qua những khó khăn để gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Và hiện nay thì đã có những nghệ nhân cũng rất tiêu biểu đã cụ thể hóa được các cái bài khèn, các cái điệu khèn để có thể giảng dạy cho các em học sinh nó một cách thuận lợi nhất. Đây là một cái hình thức chúng tôi xác định chính để bảo tồn cái nghệ thuật trình diễn khèn Mông. Tiếng khèn là phần hồn của người Mông, giữ tiếng khèn là giữ bản sắc của dân tộc. Chính vì vậy, vượt qua khó khăn vất vả, lớp học khèn Mông của thầy giáo Hở A Thào không chỉ thể hiện lòng đam mê, nhiệt huyết mà còn thể hiện trách nhiệm của ông trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Mông. Nhờ đó, những thanh âm của núi rừng Tây Bắc sẽ mãi du dương, dìu dặt qua nhiều thế hệ tiếp sau. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, ban tổ chức Đại lễ Phật Đản tỉnh Thừa Thiên Huế đã hạ thủy 7 hoa sen giữa dòng sông Hương và phóng sanh tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là một trong những sự kiện quan trọng Đại lễ Phật Đản tại vùng đất cố đô. Lãnh đạo ban tổ chức Đại lễ Phật Đản tỉnh Thừa Thiên Huế đã kêu gọi tăng ni, Phật tử và cộng đồng trong suốt thời gian Phật Đản cùng nhau chung tay làm đẹp, giữ gìn môi trường cảnh quan sinh thái địa phương. Tại buổi lễ thì các đơn vị đã thả gần 135.000 con cá giống xuống sông Hương để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ban tổ chức tiến hành nghi thức hạ thủy 7 đóa hoa sen trên sông Hương, biểu tượng 7 bước chân thực hiện đản sanh của Đức Phật. Và đây cũng là sự kiện ý nghĩa đồng hành cùng tuần lễ festival của cộng đồng Phật giáo Huế. Dự kiến là nghi thức thắp sáng 7 đóa hoa sen sẽ diễn ra vào tối ngày 15 tháng 5 trên sông Hương. Mới qua thì Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết là qua kiểm tra tất cả các mẫu thử lấy từ đất, nước, phân bón, hóa chất liên quan đến các lô sầu riêng phía Trung Quốc cảnh báo thì cơ quan chuyên môn của Cục không phát hiện mẫu nào vượt dư lượng chất cadimi. Trước đó, phía Trung Quốc đã cảnh báo là 30 lô hàng sầu riêng của Việt Nam vượt dư lượng cadimi. Thông tin này cũng đã khiến cho người trồng sầu riêng lo lắng và dấy lên lo ngại có khả năng nguyên nhân do phân bón DAP nhập khẩu từ Hàn Quốc vào năm ngoái đã bị cảnh báo dư lượng cadimi và thu hồi. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra không phát hiện mẫu vượt dư lượng, Cục Bảo vệ Thực vật đang tổng hợp thông tin để báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau đó sẽ tổng hợp tổ chức cơ quan chức năng phía Trung Quốc họp báo thông tin rộng rãi tới người dân, cơ quan chức năng trong nước. Thông tin liên quan đến chính sách về lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất chi 421 tỷ đồng hỗ trợ học phí 100% cho học sinh bậc trung học cơ sở của thành phố năm học 2024-2025. Theo lộ trình thì năm học tới là năm cuối cùng học sinh trung học cơ sở phải đóng học phí trên cơ sở kế thừa và phát huy chính sách đặc thù hỗ trợ 100% học phí cho học sinh trung học cơ sở đã nhận được phản ứng tích cực từ dư luận xã hội trong năm học 2023-2024. Đồng thời, xét yếu tố phục hồi và tăng trưởng kinh tế năm 2024, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố
chấp thuận chủ trương xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho năm học 2024-2025. Trong đó, đối tượng áp dụng được thu hẹp là học sinh trung học cơ sở công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền hỗ trợ là 421 tỷ đồng. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết là trong ngày 12 tháng 5, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phối hợp quản lý thị trường vàng. Theo đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phối hợp cùng các cơ quan liên quan, khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ theo quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng. Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo trước tình hình biến động của giá vàng thị trường vàng quốc tế và động thái điều hành kiểm soát của thị trường vàng trong thời gian tới, người dân cần cẩn trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro. Hiện giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh 86,8 triệu đồng một lượng mua vào, 89,3 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Chuyển qua nội dung khác, lái xe phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 mét khi không có người lớn ngồi cùng. Nội dung này được đưa ra tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô thường bao gồm nôi sơ sinh cho trẻ dưới 2 tuổi, ghế cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi và các loại đệm nâng cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, khoảng 1.800 đến 2.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em trong một năm, trong đó có khoảng từ 600 đến 700 vụ liên quan đến ô tô. Nếu quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ được áp dụng hiệu quả, thì có thể kéo giảm tới từ 400 đến 500 vụ trẻ bị chấn thương hoặc thiệt mạng trên ô tô tại Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, thì Hà Nội triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa. Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các bộ phận tiếp nhận và kết quả trả giải quyết thủ tục hành chính hoặc trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh phấn đấu đảm bảo 100% các giao dịch không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm tạo mã QR. Các cơ quan liên quan bố trí lực lượng hỗ trợ tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc là thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trường mầm non Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La đã họp xem xét và tạm đình chỉ giáo viên có hành vi đánh đập bé gái 8 tuổi để xác minh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, thì trên mạng xã hội lan truyền clip của một bé gái đang chạy ngoài đường thì bất ngờ bị người phụ nữ giữ lại và đánh đập liên tục. Dù bé bị ngã, nằm trên nền đường, la hét thất thanh và hoảng loạn nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng việc đánh đập. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn và đưa cháu bé rời đi. Công an thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La xác nhận sự việc xảy ra vào 19 giờ ngày 10 tháng 5 tại tiểu khu 3 thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Sau khi hành hung, thì gia đình đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế để kiểm tra và hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định, đang trong thời gian theo dõi.